đây sẽ là cách mà dựng xe cỡ lớn bạn bị nghiêng đổ khi vận hành. Thì đầu tiên ví dụ như khi bạn đang vận hành nó bị đổ ra, bạn phải gạt đầu tiên gạt chân chống nghiêng. Đó, sau đó kiểm tra số sẽ vào số 1 chưa. Bước thứ hai. Bước thứ hai bạn ra vị trí phía bên phải của xe. Vị trí nghiêng xe. Đó, bạn đầu tiên bạn sẽ tùy phần mông của mình vào yên xe. Thì phần mông của mình vào yên xe. Bước tiếp theo, tay phải của bạn cầm vào tay xách, tay trái của bạn cầm vào tay nắm phía tay ga. Vị trí ghi đông như trên clip và vị trí chân. Tiếp theo bạn dùng lực đẩy của đùi chứ không dùng bằng cơ lưng. Mông sẽ tì vào yên xe và như vậy là nâng lên. Tại vì sao bạn nên cần vào số hoặc giữ nguyên số của xe khi bạn nâng lên thì xe sẽ không bị di chuyển. Đó là cách bạn nâng xe của xe cỡ lớn hoặc dòng xe GS, đúng là dòng xe trên trời. Sau đây là cách thứ hai để bạn nâng chiếc xe khi bị đổ nghiêng. Đầu tiên thì bạn sẽ chỉnh vị trí tay lái ngược và khóa lại. Tiếp theo bạn dùng hai tay nắm vào phía dưới của ghi đông, chân vuông góc, người vuông góc với tay lái. Sau đó sử dụng cơ đùi chứ không sử dụng cơ lưng. Bạn sẽ giật mạnh đẩy xe về phía ngược lại. Đó là cái cách mà bạn có thể dựng xe bằng